Hello em, chào mừng em đã trở lại với Zero One Zero và Thằng Jimmy. Rất vui vì được gặp nhau với những clip thì anh em có thể thấy ở đây hình ảnh đó là đại chiến Winner. Và mình thấy như anh em thấy thì băng mũ rơm cực kỳ ngầu luôn anh em. Mình thấy là băng mũ rơm đang sao sao ấy. Mỗi khuôn mặt của mỗi nhân vật đều kiểu sao sao ấy. Anh em có thể tua lại trước, anh em nhìn chú ý mỗi nét nét mặt trên khuôn mặt của mỗi người để thấy rất là lạ. Rồi thì nói chung hôm nay thì như tiêu đề và hình ảnh em đã thấy rồi, hôm nay thì mình sẽ đến với series sau arc và mình sẽ sau một cái quà của một bạn trên Facebook. Arc này thì đại chiến bên đại chiến wano.com, cái web này thì cũng rất là quen thuộc với anh em rồi, mình cũng đã từng làm rất nhiều clip và dạo gần đây thì mình cũng có quay cũng khá là nhiều về đại chiến Wano. Nói chung thì mỗi khi có update mới hay những cái gì đặc biệt thì mình tất nhiên mình sẽ làm cho anh em xem. Và đây là một cái web mình khá là ấn tượng về mặt hình ảnh của nhân vật khi mà lên dạng siêu cấp. Thì như anh em thấy cho cái bạn update gần nhất đó chính là có Luffy siêu cấp nè. Đó. Có Marco siêu cấp nè. Ui dồi ôi, Marco này thì khỏi chê luôn anh em. Kaya siêu cấp cũng có nè. Đây là anh râu đen. Râu đen thì không có gì lạ rồi. Đây thì mình sâu luôn rồi. Rayleigh siêu cấp thì này mình cũng đã sâu rất là lâu rồi. Có cái vòng quá ghê luôn anh em ơi. Aokiji phiên bản về nhà nè. Đấy, nói chung là mặt về mặt hình ảnh thì nó thay đổi và nó skill rất là ghê. Đó là một cái điểm mình rất là thích của web này, đặc biệt là những cái con tướng kiểu như thế này thì lúc trước chỉ có bên vua hải tặc China thôi, nhưng mà hôm nay đợt này thì vua hải tặc lậu Việt hóa nó đã đem lại những con tướng này cho anh em chơi, cho nên rất là sảng khoái và rất là thoải mái luôn anh em. Rồi ok, nhưng thật lẽ chúc em một ngày vui vẻ và xem clip nhớ like video, subscribe đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Bạn nào chưa like subscribe thì nhấn like, subscribe đăng ký kênh nha. Thì hôm nay mình sẽ sau một con ngạc của một bạn ác này thì chơi bên server 17 nha. Server 17 Bo Hancock. Bạn nào có chơi cùng server này thì có thể lại comment bên dưới để nhận họ hàng bà con các kiểu. Thì con arc này cấp 181, tên nhân vật là Shin. SH dài N nha anh em. Lực chiến là 13 triệu, chiến là 13 triệu gần 14 triệu và triệu 8 là cũng gần 14 triệu rồi. Về trận hình thì hiện tại đang chơi ui sen tóc đỏ Bo Hancock, Rayleigh siêu cấp. À, nhân vật chính và cây da. Thì không biết là có tương lai có nâng lên cây da siêu cấp không này nữa. Mình sẽ xem sơ qua về con cây da. Tại vì cây da này chỉ là mấy cây da phiên bản Haki thôi. Thậm chí còn chưa lên Sura nữa. Đây là cây... cái gì đây? Bá kiếm Katana. Cái này là của Sen. Thì tại sao không mang cho Sen ta? Ồ, chắc là tháo ra làm gì nè. Mình sẽ lắp vô. Đấy, lắp vô phải tăng lực chiến phải mạnh nào. 13 triệu 9 liền anh em. Gần 14 triệu liền. Sát nút liền. Ngoài ra chúng ta còn thêm một... Ui, what? Cái này là Destination Sisa nhưng mà giàu thì lại là Sisa phiên bản thường là sao? Hắc não thế à? Còn đây là anh San phiên bản giống như kiểu đi ăn xin á. Cầm cái nón ăn xin anh em, cho người ta bỏ tiền vô, đắng lòng thiệt. Nhưng mà thật ra là đang hút chắc ra. Đang hút chắc ra để chuẩn bị hai con mắt, anh em thấy hai con mắt đang nhắm không? Hút chắc ra vô là hai mắt mở ra là Susanoo hay là Sharingan, Rinnegan, Amaterasu. Trời ơi, Susanoo các thứ, trời ơi căng thiệt. Anh San nhà ta bí ẩn lắm luôn. Đây là mặt nạ thuyền trưởng của Zoro siêu cấp hả? Lạ thiệt, Zoro mà đeo mặt nạ này thấy hơi sai đó. Rồi, thì trước tiên mình sau về xếp hạng. Con ngạc này đang xếp top 6 và đấu trường top 6 đẳng cấp. Đấu trường là top 6 luôn. Danh vọng top 6 luôn. Cái thuộc top 6 luôn. Ui, mình đang hy vọng cái cuối cùng là top 6 luôn là đẹp rồi. Tuy nhiên thôi thì bốn cái top 6 và một cái top 5 thì thôi cũng công nhận là coi như top 6 đi ha. Về tinh bàn thì đang chơi tinh bàn Asura. Tinh linh thì bên đây cũng có rồi đúng không? Đang có một con Lycia và một con Verona. Về best thì chúng ta có đang chơi con Cerberus chó ba đầu. Còn best phụ thì là Rebecca hoặc Monosuke thôi. Ui, không phải luôn. Mình đoán hai cái mà sai hết, buồn ghê. Vua khỉ đầu chó anh em à. Con này thì nó có mở ngoặc nhanh nhẹn thì có nghĩa là anh em cứ hiểu đơn giản thôi. Vua khỉ đầu chó và mở ngoặc của con bét mà có chữ gì thì nó sẽ mạnh như cái đó. Con này nó ghi chữ nhanh nhẹn thì nó sẽ mạnh về nhanh nhẹn. Mà nhanh nhẹn thì nó sẽ liên quan đến tiệt chiêu và tiệt chiêu phòng. Đây, nhanh nhẹn đây, tiệt chiêu và tiệt chiêu phòng. Còn nếu mà nó mở ngoặc mà ghi trí lực hay là sức mạnh á, thì nó sẽ liên quan về hệ số khác nhau. Còn nếu mà nó mở ngoặc cân bằng á, thì nó sẽ cân bằng cả ba hệ số. Đấy, đơn giản vậy thôi. Bây giờ mình sẽ sau tiếp về... Ui, bên đây hình như là chưa có cờ hải tặc đúng không? Con này cấp 181 rồi nhưng vẫn chưa có cờ hải tặc. Thì chắc là bên đây chưa có hoạt động đó rồi. Tiếp theo chúng ta sau về đồng đội luôn đi hen. Thì đồng đội nói chung cũng không có gì hết. Mình chỉ lướt sơ qua cho anh em xem thôi.
chúng ta có Paul Hancock phiên bản có hoa sen phía sau nè, thời trang là giày cao gót đấy, rất là hợp lý với Paul Hancock luôn. Anh em có thể trong hình nhân vật thì Paul đang mang giày cao gót và thời trang bao giày cao gót thì nó phải nói là hợp lý chứ còn gì nữa. Còn Rayleigh không có cây kiếm nào hết, nhưng đây có cây kiếm, thậm chí là cây vũ kiếm Kanana, hình dạng nó lạ vải chưởng luôn anh em à, chả có gì hợp lý luôn. Này là katana thì ở bên trong nhân vật Sen nó có cây kiếm thiệt, nhưng mà nhìn cái cán kiếm nó có cái thêm cái vòng cái chui nữa anh em, mà đây không có nên cũng không hợp lý. Và cái không hợp lý nhất nhất nữa là thằng Zoro mặt nạ thuyền trưởng, trong khi thằng Zoro nó chỉ là một thằng lạc đường thôi mà đòi làm thuyền trưởng, không biết nó lái thuyền đi đâu nữa, lái vô tam giác quỷ luôn anh em. Nói không liên thiên nói nhiều nữa, thì bây giờ mình sẽ đi chiến luôn nha. Rồi thì để mình xem thử con ngặt này làm được trò trống gì không. Đầu tiên về phó bạn thì con ngặt này đã đi đến phó bạn 165 Destination Xisa rồi, và hiện tại thì cũng đã hoàn thành luôn rồi nha anh em, quá dữ luôn. Cho nên bây giờ mình sẽ có một cái trận chiến với Destination Xisa cho anh em xem nha, cho anh em xem Rayleigh siêu cấp. Chắc là mình nghĩ Rayleigh siêu cấp là đam chủ chốt của trận hình này, cho anh em xem thử coi đánh cái con Destination Xisa này sẽ như thế nào nha. Như vậy là chiến đấu thì mình vẫn sẽ win và mình được 3S luôn, quá dữ. Giờ mình sẽ replay cho anh em xem. Replay. Ui. What? Cái gì vậy? Thôi thằng Sen mạnh vậy. Trời ơi, mình đã không hy vọng thằng Sen mạnh như vậy. Trời ơi. Đây là một cái cảnh tượng mà anh em năm số 8 rất là yêu thích và rất là mong muốn. Chứ thật sự cái con Destination Xisa này nó quá mạnh và nó cản trở rất là nhiều anh em bên năm số 8 của chúng ta. Bây giờ mình sẽ đổi vị trí Rayleigh lên xem sao. Coi thử coi Rayleigh có one hit được không nha anh em. Hay. Như vậy là cú đá đầu tiên gãy ngứa thôi, nhưng mà cũng rút được một xíu máu, nói chung là được chắc được một phần 20. Nhưng mà anh xe anh quất cái chết queo nhỏ luôn rồi, cho nên thôi không còn gì để nói. Giờ nói chung là mình cứ nghĩ là Rayleigh là đam chủ chốt, nhưng mà cuối cùng thật ra lại là San. Mà cũng đúng, trong khi San là vật công tới 2x cộng nè anh em, mà Rayleigh thì mới được 3s. Phải lên thật, mình đã quá kỳ vọng vào Rayleigh rồi, sai lầm. Còn về phó bản vực sau thì chắc là cũng vậy thôi anh em. Phó bản cuối cùng luôn thì chắc là San nó cũng cho một hit thôi, tại vì San nó mạnh quá mà. Đây, chúng ta cùng chờ đợi xem. Ui, quả cầu không gian. Quả cầu không gian anh em à. Rồi, chắc là chỉ có đấu trường mới hạ gục được San thôi anh em. Chỉ có đấu trường mới hạ gục được San thôi. Và con hạt này thì là top 6. Trong quá khứ thì từng là quán quân top 1, nhưng mà bây giờ đã rớt top 6. Cho nên mình sẽ đánh với top 4 trước thử xem sao. Bạn top 4 này tên nhân vật là PEARL cấp 180 thì thua mình một cấp. Còn về lực chiến thì mình sẽ xem sao. Lực chiến là úi, lực chiến này là 16 triệu đúng không? 16 triệu mà mình là 13 triệu, suy ra là mình thua rồi. Nhưng mà không sao, cứ đánh thôi anh em. Đánh để test thử cái trình độ như thế nào. Tại vì lực chiến thì biết đâu thua có vài triệu nhưng mà vẫn thắng thì sao? Rồi, như vậy là San mạnh của chúng ta nhưng mà không xi nhê gì với anh San kia rồi. Sau đó có một cái khiên, đó là khiên chặn đòn. Nhưng mà sau đó thì đồng đội của anh đã ra đi mãi mãi không thể nào quay trở về. Và chỉ còn một mình over. Úi. Miễn dịch luôn, phải lên. Thật ra thì ra là vậy anh em. Trước giờ mình cứ nghĩ Ken là bất bại, Ken xã hội đen là vô địch thiên hạ. Với skill choáng 100%, nhưng mà không. Anh San nói không. San rất tiếc về điều đó. Anh San miễn dịch tất cả mọi hiệu ứng khống chế. Úi. Trừ cái hiệu ứng là nhục chí thôi, tại hiệu nhục chí là một cái hiệu ứng huyền thoại anh em. Hiệu ứng mỗi lượt giảm nổ là một cái hiệu ứng cực kỳ là kinh dị, không ai có thể thoát được. Cho nên thôi anh San bó tay. Nhưng mà San của mình, úi, San kia cũng dính kìa anh em. Tuy nhiên thì nói chung thì mới vô đánh thì mình đã biết được trước kết quả rồi, cho nên cũng không gì đặc biệt. Ui, anh râu trắng này dùng thiệt chiêu gì đây? Mình thấy nó giống như kiểu bom á anh em. Nếu mà anh em có xem phim, xem những cái phim hành động Mỹ, anh em sẽ biết là người ta cài đặt bom dưới đất á, sau đó thì đến lúc kích hoạt thì nó sẽ nổ tỉa 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 như vậy á, nhưng mà như kiểu lựu đạn á, lựu đạn hay bom gì đó kiểu như vậy. Mình sẽ chờ râu trắng có nổ thêm phát nữa cho anh em xem chi tiết nha. Mình nghĩ là sen của mình sẽ cầm. Ui, được của nó nha. Như vậy là hai thằng san sẽ chiến đấu với nhau anh em à, qua căng thẳng luôn, không biết là kẻ thắng người thua như thế nào. Nhưng mà hiện tại thì mình thấy được một điều, đó là san của mình và sen bên kia không mất máu, hai đứa cùng nhau chung một cái kết giới
đó chính là hiệu ứng một giọt. Và cứ đánh như thế này thì chắc chắn là anh em kết quả sẽ là hòa. Úi, khoan 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 khoan, bên mình có vẻ đang thất thế một xíu nè. Bên mình bầu lại thì nói chung cũng có đam nhưng mà cũng không xi nhê cho lắm. Máu của thanh niên này không biết là bao nhiêu, để mình xem được coi. 3.000 vạn, này là 2.000 vạn thì chắc chắn là máu của mình thua rồi. Ôi, không cần tới tuần hòa đâu anh em, mình chẳng nghĩ chắc chắn là mình đã thua rồi. Ok, cuối cùng kết quả được phân định như vậy là hai thằng Sen, thì thằng Sen bên kia chính là thằng Sen phiên bản Red, còn Sen mình là phiên bản Fat hả? À đủ. Đề nghị chủ ạ, xóa ngay thằng Sen này đi. Chủ ạ đã lên nhầm, đã su ra lên nhầm thằng Sen rồi. Quá buồn cho một cuộc tình. Thằng Sen bên này là bị thằng Sen thắng là bị con thủy quái cắn đứt tay, còn thằng Sen của mình là thằng Sen chơi ngu tự chặt tay. Cho nên là chắc ra không dồi dào cho lắm. Rồi ok, top 4 thì nói chung là thua là chắc chắn rồi. Bây giờ mình sẽ đánh thử với top ngoài cùng đi ha. Tên nhân vật của bạn là Mèo Nè, cấp 172. Rồi ok. Đánh nãy giờ mà cái thời gian chờ nó hết luôn là hiểu rồi đó. Ghê quá nha. Trận này thì mình thua nữa thì mình cũng không có lời nào để nói, tại vì đây là những cái bạn xếp hạng thấp. Và lượt chiến chắc chắn là thua mình rất nhiều, cho nên là ui, nhưng mà skill kìa, trời ơi nó đã. Đây là Yoro Hắc Long nha anh em, nhìn cho những anh em nào chưa biết thì đây là Yoro Hắc Long, anh em có thể gọi là Yoro Phi Long cũng được, tại vì skill nó quá đẹp đi. Đây cho anh em xem skill. Ui thằng San này thiệt tình luôn á, hư hỏng ghê luôn á. Ồ quá hư hỏng cho một cuộc tình, nó không anh em sẽ được chim xem chiêu nổ cũng Yoro nó hơi là bị đẹp luôn á. Rồi bây giờ mình đánh với bạn Gâu 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 nha. Tên nhân vật là Gâu Gâu Gâu. Đáng lòng thiệt. Tên nhân vật gì đâu mà đọc xong giống như kiểu mình đang làm con chó ghê. Giống làm con chó sủa ghê. Ui, bạn này cũng có Yoro Phi Long luôn hả? Ghê vậy. Ồ, mình tin tưởng là bạn này. Ui, có cả Yoro phiên bản lội nước nữa kìa. Đấy, anh em thấy không? Nó chém ra những cái con rồng đen. Nhát chém như kiểu cây kiếm quá thân thành cái đầu rồng á. Trời ơi, nó đẹp. Tuy là clip này mình sâu cho con ngặt này nhưng mà mình cảm thấy thằng Zoro nó đẹp phải lên ra anh em. Rồi mình nói chung là mình cũng có rất là nhiều clip sâu về thằng Zoro Hắc Long, Zoro Phi Long này rồi. Anh em có thể lên YouTube gõ là VHTXM Zoro Phi Long hay Zoro Hắc Long là ra thôi. Đây, chúng ta có thể xem được chiêu rồi. Ui, trời ơi, nó bao kìa. Tuy nhiên thì chiêu thường mình thấy chiêu thường vẫn đẹp hơn nhỉ. Tại vì chiêu nổ nó bao phạm vi ngắn quá. Còn chiêu thường là nó chiếm toàn bộ luôn cho nên phạm vi nó nhiều. Thôi, trận này thì mình tiếp tục sẽ win nhưng mà mình sẽ replay cho anh em xem chiêu thường lại một lần nữa nè. Anh em có thể thấy là ở đây là cái chiêu thường nó sẽ rút ra cái kiếm nè. Lúc mà rút ra cái kiếm anh em sẽ để ý là cái đầu rồng nó cũng đi theo. Đó, thấy chưa? Đấy, nó xoay 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 nguyên cả tem và phạm vi rất là rộng lớn luôn. Xem rất là đẹp. Mà Jim Bell này đấm gì đây? Đấm cho anh em mình coi coi. Đấm ra cú đấm nước đi chứ. Ui, cũng không có gì đặc biệt. Rồi, phiên bản Jim Bell lội nước. Rồi ok, nói chung thì đánh đấu trường thì cũng vậy thôi, cho nên cũng không gì đặc biệt. Con ngặt này đã nhận được tới móc thứ tư, bốn móc đầu tiên rồi nè. Có gì để sau nữa không ta? Bảo thạch coi. Tại vì mình biết, mình nhớ không nhầm, chắc chắn luôn là bên đại chiến Wano này nó cập nhật tới bảo thạch 12 sao rồi. Cho nên để mình xem thử coi trong các tướng thì có con tướng nào có sở hữu được viên ngọc 12 sao chưa. Đây là 10 sao nè. Ok. Đây 10 sao nha anh em. Nhưng 10 sao là phiên bản như là mớ bùi nhùi á. Còn 11 sao là hình ngôi sao. Ngôi sao 5 cánh hay là 6 cánh gì đó. Còn 12 sao là lên dạng thiên thạch. Ồ vậy là chưa có mà đúng không? Chưa có. Rồi cao nhất là phiên bản ngôi sao 5 cánh, tức là 10, 10, 10, 11 sao đó anh em. Rồi chi tiết thì anh em có thể xem ở đây. Đây là 11 sao, còn đây là 12 sao. Quá đẹp luôn. Cổ đại huyết sát ngọc, cổ đại kim giáp ngọc, đây là nói chung là bảo thạch phiên bản cổ đại. Thì ở mỗi viên nào là đều cũng sẽ có chữ cổ đại thôi, đơn giản. Và mỗi viên sẽ có một thuộc tính khác nhau. Ví dụ như viên màu đỏ này sẽ là vật công, viên màu xanh sẽ là vật phòng, viên này sẽ là úi khoan, không phải. Đúng rồi, chắc là vậy. Không, viên này tăng vật phòng đúng rồi, nhưng mà viên này lại là tuyệt chiêu, tại vì viên này là màu cam cam. Viên này là viên tăng về tuyệt chiêu phòng là có màu xanh lục. Xanh lục nhưng mà phiên bản kiểu nhạt nhạt á anh em. Có pha lẫn xanh dương cho nữa. Đây là viên màu tím thì là sẽ là ma công này, màu vàng là ma phòng, và cuối cùng là màu xanh lá cây là sinh mệnh. Đấy, chắc chắn rồi, cái này thì nó không còn gì xa lạ, viên ngọc nào cũng vậy cả đúng không?
Rồi thôi được rồi, hôm nay mình sau đến đây thôi. Cảm ơn bạn Du Hạc đã cho mình mở ngạc để sau nha. Và cảm ơn em đã theo dõi clip của mình. Cảm ơn em đã theo dõi clip của mình. Nhớ like video, subscribe để ý kênh đầy đủ ủng hộ cho mình. Bạn nào chưa like, subscribe thì nhấn like, subscribe để ý kênh để ủng hộ cho mình nha. Bye bye anh em, chúc anh em một buổi chiều vui vẻ. Okay.